rồi cái xe chạy về, đi ngang nhà cái anh chị em mà đứng hai bên đường á, khóc hụ hụ, thằng ở trên xe anh em gì bị bắt á, cũng khóc nữa. Hồi xưa bắt quân dịch là kiểu đó, rồi có nhiều nhà mình đang ngồi ngồi tự nhiên rầm 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 mấy con ông nhảy vô cái lu nước của mình, lu nước của mình vừa mới ứng ngày hôm qua, ông nhảy vô đứng vô. Nhưng mà mấy mấy cảnh sát hồi xưa khôn lắm, nhìn thấy tự nhiên nước mà trong đó tràn ra là không lẽ con chuột gì mà bự dữ vậy nhảy vô lu nước của tôi, nắm đầu ra rồi xong không có năn nỉ, tại lúc chạy đâu có tiền đâu, có tiền là dùi nó một cái là thả đi đúng không. Ở cái thằng nào mà đang mặc quần sờ lõm ở trần thì làm gì có tiền túi, nó chỉ là cái khoảnh khắc đó thôi. Mà cho tao tiền nữa hả, mày không cho tiền tôi hãy mà lên xe y như xe bắt chó. Cho nên thời đó phụ nhớ có những nhà ta khôn á, lúc nào cũng đưa một chút tiền cho những người đó trong túi vậy đó. Hậu thân nha con, đừng xài, mà lỡ nào bữa nào nó gặp ghệ là nó ghiền rượu á, nó nghĩ ồ bữa nay làm gì có xe đi guồng bố, nó thì cứ xài chứ, mà vừa xài xong rồi gặp xe bắt chó vô nó bắt một cái là xong luôn, đi một cái là sanh nam tử bắc á. Còn bên kia là sanh bắc tử nam. Nghĩ lời quốc gia ngộ thời đó. Thì kiệt này khi chúng sanh khác nhiều quá động lòng nhảy xuống, nhảy dù xuống. Rồi nhảy dù xuống chung với cái đám con nè, nhảy xuống những nhảy xuống đông lắm, như là C-130 vậy, nhảy từ thằng xuống vậy đó, trong đó có 100 nhảy nó lọt vô làm con của tỷ phú Mỹ. Nó khôn dễ sợ. Con nhảy gì nhưng mà từ từ nói sao, tự nhiên nó phải vậy, tự vì cái nhiệm vụ của con là nó vậy thôi, đừng có, bởi vì nói họ thiên mình đừng có nghĩ cái vấn đề thế gian ai giàu ai nghèo, nhiều lúc giàu á mà nó chưa chắc nó được về á, thằng nghèo á nhiều lúc á nó được về trời á, xong nhiệm vụ cái đó mới, đó mới là quan trọng, kết quả của cuộc thi này phải không, thí nghiệm. Cầm khôn nhảy một cái qua New York. Bất cứ ai cũng khổ mà con, bây giờ con nghĩ nghe, ví dụ như con cháu của Lê Dĩnh đi, ăn trên ngồi rồi giàu sang lấy biết nhiêu tiền của nước Việt đi, con nghĩ họ có sướng không, họ vừa lấy xong họ mất chức thì họ sợ những người sau đi kiếm chuyện với họ, rồi họ phải giữ tài sản, mà người Việt Nam á, đâu phải như người Mỹ, cái phụ có tiền phụ đóng thuế, phụ chạy Rolls Royce phụ làm gì cũng được, còn tụi nó đâu có đóng thuế, nó trốn thuế, giả dạng ta nghèo nữa, có nhiều tiền chôn dưới gốc cây ha. Chôn gốc cây rồi chưa tính nữa, rồi cho con đi xuất ngoại, rồi con gán đi du học nghe, để cho miễn sao mà con lên phi trường Tân Sơn Nhất, con ra được nước ngoài mà vô được phi trường Tân Sơn hay là LA á, là được du học ở Mỹ là ngon rồi, nghe cái tiếng rồi họ chỉ thích cái tiếng. Nhưng cuối cùng qua đây toàn là vậy không, mở quán nhậu hay là mở, có những thằng qua đây lấy tiền nó cho dây ăn lãi mấy sòng bài nữa, rồi đi mua đất nó trồng cần sa nữa không. Còn mấy thằng mà nó khôn hơn chút á, mà lương thiện hơn á, thì mở ra 5-7 tiệm nail đi vòng vòng lụm tiền lại phải không. Còn thằng nào mà ví dụ ba nó mạng hối lộ ít á, nó không có đủ vốn để mở nhiều tiệm nail thì nó phải đi vũ nail. Thì cũng là cái nghề lương thiện, giàu sao á là cũng là chánh nghề, nghề chánh chứ còn hơn là giống như ông bí thư Sài Gòn hay bí thư Hà Nội lãnh lương tháng không có tới nhiêu ta, 1.000 đô mình đánh tiền Mỹ không tới 700 đô, 1.000 đô nữa, còn đây mình làm chơi chơi thôi 7-8 nghìn tháng, hơn mấy ổng là 7-8 lần, thì làm sao mà tránh một cái xã hội không có tham nhũng, phải hút chứ, nó hút khi nào mà nước Việt cái mẹ Việt Nam ốm nhách
còn có cái xương thôi. Bây giờ mẹ Việt Nam không còn xương nữa, còn da không à. Bây giờ biển thì cũng không có được đánh, rừng thì không còn cái cây nào hết trơn á. Dầu quặng mỏ đậu Hoàng Sa Trường Sa là bị ta lấy hết rồi. Ví dụ như nếu mà không kêu Liên Xô vô thì Tàu nó lấy, mình đâu đủ sức để mình giành của mình, thì kêu Liên Xô vô, Liên Xô lấy. Cũng giống như giờ con kêu con bị chó sói ở đầu, ở trên đầu mình nó ăn hiếp, cái tự nhiên con đi thỉnh beo về để bảo vệ mình, beo nó còn dữ hơn nữa. Ok, mày là con nai. Ok, giờ thôi, cái giờ giờ con beo với con sói, hai thằng hey sói gì đó anh beo, beo là Putin đó, Putin beo, sói là Tập Cận Bình. Hey bà sói mày, mà bây giờ táo mày đánh xử sao hôm nay này, bây giờ nó không còn cái gì để mà mình ăn rồi. Bây giờ tới hiện mình ăn nó thì giống như đi thợ săn mà hết chim mà ăn chó vậy đó. Giờ mình tính làm sao? Ok rồi, mày khúc đầu tao khúc đuôi nha. Cái bắt đầu lòi sói với lòi beo nó dữ lắm, cái nó thấy khúc đầu thì còn xương với cái sừng nữa không, cũng hơi là khó nuốt. Khúc đuôi á, thì miền Nam màu mỡ, mà giao cho beo á, thì beo sói là tiếc phải không. Hai thằng đang phân vân đây, là Phật nước Việt giống vậy, tội nghiệp. Nay tơ đi lạc Người tới đàn. cứu cái con bè con nai đó, Con nói làm sao? lúc mà hai thằng nó phân vân nó chưa có xử con nai thì là có người Sư tới phụ. cứu, đó là sư phụ tới cứu con nai. Cứu được hay không á là con nai nó phải biết chạy về hướng sư phụ. Nó cầu cứu với sư phụ. À, trên thế gian cái định luật con ruột của con á, nó không có chịu quay đầu, nó không có nghe lời con, nó đang u mê giữa màu hồng của thế gian, rồi vui lạc thú với những cái người xấu. Con muốn cứu đâu cũng được, đó là nguồn sống của nó. Từ khi nào nó bỏ những cái lạc thú đó, nó quay đầu thì con mới cứu được. Chừng nào nó sáng mắt, Đức Thầy cũng vậy, Phật trời cũng y như cái định luật đó. Phải chạy về. Vừa chạy vừa kêu cứu phải không? Chỉ cần chạy thôi, giờ đâu cần kêu. Sư phụ không có, sư phụ ở đây là đã hú còi 4 năm rồi. Ở đây chạy tới đây, chạy tới Đức Thầy, họ đâu chịu nghe. Họ nói mày điên, mấy sói mấy con beo này là người bảo vệ tao mà, người thân của tao mà, mày đó mày la sùm mày phá đám, đồ khùng. À, thì hôm nay nó đang lý luận vậy đó, đang bảo vệ tao, nhưng mà tự nhiên xấu với con bèo có cái tâm của nó như thế nào. Con nó còn ăn thịt nữa, đừng nói mà gặp giống khác phải không. Cô cái gì bán gì cùng giống giống sói với giống bèo mà nó còn ăn nhau mình khác giống. ừ. Hy sinh là tất cả những anh hùng hào kiệt trên trên mạng làm YouTube, YouTuber. Không có ai mà làm YouTube
kiểu mà ngay bờ sông kiểu này mà vừa uống cà phê vừa ăn bánh canh dừa. Thôi giờ xong rồi á, hơi no no rồi á, mình tặng bản hả? Ừ. Hỏi. Cái này để xin xin tiền xin gạo cho bà con. Mà tự nhiên nó có gì xảy đó. Ví dụ mỗi lần nghe cái này quý vị nên có nhiều tiền gửi về thân nhân vào lúc này nha. Dùng bản nhạc này để nhắc nhở thôi, chứ mình ca cũng nhiều lần rồi đúng không? Mà lần này nghe bờ sông, không có microphone luôn. Quê hương là chùm khế ngọt cho con treo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rượt bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết, tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như lo chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Ngày cảm xúc khóc thiệt ta. Tao hát mấy chỗ kia không khóc ta. Hát ngay dòng sông cũng khóc. Quê hương là chùm khế ngọt cho con treo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rượt bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết, tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một,
như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Đất nước mình đang lâm nguy, thất phu cũng hữu trách nha quý vị. Chứ huống hồ chi là con người, có thân nhân bà con ở bên kia sắp gặp nạn mà mình làm lơ không có được. Nói hương là...